Chào các bạn, đây là cái món riêu cá thịt là ăn với bún. Đấy thì mình mới làm xong. Thì để làm sao có được cái món ăn ngon như vậy thì mình xin hướng dẫn các bạn ở trong cái video này. Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm món riêu cá thịt là các bạn. Thì có người hỏi mình làm món này như thế nào. Thì sẵn hôm nay nhà mình ăn riêu cá thì là thì mình cũng làm video để cho các bạn coi. Thì nguyên liệu của chúng ta cần hôm nay là một cái đầu cá nha các bạn, và thịt cá hồi đây của mình là lửa ký, và đây là chả cá nha các bạn, mình mới chiên xong, và rau sống, cà chua, nấm và hành thì là, và đây là bún tươi, thì tí nữa mình sẽ làm thành bún. Đây là cá với đầu cá nha các bạn. Thì các bạn thích ăn cá nào thì các bạn nấu cá đấy. Còn mình hôm nay thì mình sẽ xài là cá Simon. Tiếng Việt thì họ gọi là cá hồi. Thì đầu cá này thì bây giờ mình sẽ đem chiên. Còn cái cá này thì mình sẽ cắt khúc ra, mình bỏ vào nồi. Đây chảo mình đã để sẵn đây các bạn. Đây là cái đầu cá mình sẽ bỏ vào mình chiên nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ chiên cá như vậy. Cái đầu cá này mình chỉ cần chiên sơ thôi. Rồi tí nữa mình sẽ bỏ vào trong nồi riêu của mình. Rồi chúng ta sẽ để lửa nhỏ đây các bạn. Trong thời gian mình đợi cá chín thì mình sẽ vào đây mình thái hành với tỏi ra các bạn. Rồi chúng ta sẽ xào lên cho nó thơm. Tiếp theo thì mình sẽ thái cà chua. Rồi lát nữa mình xào để cho nó ra màu. Các bạn lưu ý là cái cà chua này mình cho mình xào thì cái màu riêu cá của mình sẽ đẹp hơn. Cái bún tươi của mình cho vào nồi mình luộc nha các bạn. Để mình làm bún đó. Đó mình luộc thì mình để nhiều nước một chút xíu cho nó không có bị hôi bún nha các bạn. Thì cà chua các bạn làm muốn ăn nhiều chua thì cho nhiều. Hôm nay là mình 5 trái cà chua. Và cá này của mình là xài là 1 kg. Còn cái nấm này là mình thích ăn là mình bỏ vô nha các bạn. Còn trong cái vụ riêu cá thì không nhất thiết là mình phải cho nấm. Nhưng mà con trai mình thích ăn nấm nên mình cho nấm vô. Thì nếu như chúng ta muốn ăn nấm thì chúng ta lột cái vỏ nấm này ra nha các bạn. Rồi cái bún này thì mình mua sẵn cũng được. Còn ở bên đây thì mình không có mua sẵn được. Mình phải mua bún khô về. Rồi mình làm. Rồi bây giờ để mà kiểm tra nó chín hay chưa thì mình sẽ bóp cái cụm bún, mà thấy nó mềm ra thì có nghĩa là nó đã chín rồi nha các bạn. Thì cái này mình có thể dựa theo kinh nghiệm mình sẽ biết được là nó chín hay chưa. Khi mà bún của mình xong thì mình sẽ đổ ra cái rổ để mình lấy nước sôi mình rửa lại nha các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ để đây cho nó ráo. Bây giờ đến cái cá hồi nha các bạn. Cá Simon mình sẽ cắt khúc ra. Mình nhớ là mình cắt khúc cho nó to một chút xíu thì khi mà nấu lên nó không bị bẻ. Thì cái này là tùy mỗi cá, nhưng mà cái cá Simon này mình sẽ làm là như vậy. Rồi đây là tất cả những nguyên liệu mà chúng ta cần để chúng ta chuẩn bị nó nấu một món riêu cá. Thì mình xin đọc lại cho các bạn cái nguyên liệu là cá Simon chúng ta cần là 1 kg fillet, tiếng Việt thì gọi là cá hồi, và một cái đầu cá thì mình đang chiên ở trên bếp, và 5 trái cà chua, một bó thì là một củ hành brown và 2 tép tỏi. Thì hành với tỏi mình đã thái nhỏ ra kia rồi. Còn đây là cái món chả cá thì là mình đã có hướng dẫn trong video cho các bạn rồi. Đấy thì mình bổ sung thêm cho nó ngon. Ngoài ra chúng ta cần muối, tiêu, bột nêm, đường phèn và me bột để cho nó chua. Thì ở bên này mình không có me với những đồ chua ở Việt Nam thì mình sẽ xài là cái loại đây. Nấu cho nó chua các bạn. Và chúng ta cần rau sống nữa.
Rồi cái đầu cá của mình bây giờ mình đã chiên xong. Cái này mình chỉ cần chiên sơ thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem vào. Đây đầu cá của mình đã chiên xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi mình chế biến. Bây giờ mình sẽ bỏ hành tỏi vào, mình phi lên cho nó thơm. Bây giờ cái hành với thì là nha các bạn. Thì bây giờ cái phần dưới này mình sẽ cắt khúc để mình bỏ vào trong nồi. Còn cái phần phía bên kia mình sẽ cắt nhuyễn để tí nữa mình sẽ rắc lên trên cái nồi riêu cá của mình, cái món bún của mình. Cái hành với tỏi của mình phi thơm rồi, sau đó mình cho cà chua vào các bạn để mình xào. Đấy, mình sẽ đảo lên để mình xào cà chua cho các bạn. Mình sẽ tiếp tục mình xào cà chua như vậy. Để tí nữa cà chua nó ra màu đẹp thì mình sẽ bỏ nguyên liệu vào để mình làm tiếp. Bây giờ hành với thịt là mình sẽ thái nhuyễn ra. Đây nguyên liệu của mình đã sẵn sàng nha các bạn. Thì cái hành này thì mình cắt khúc. Đấy, cái phần này thì mình thái nhỏ để tí nữa mình sẽ bỏ vào sau. Rồi cà chua của mình bây giờ là được rồi, đã mềm và đã ra màu. Bây giờ mình sẽ bỏ nấm vào trước. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ cá vô. Chúng ta sẽ để cho cá ngấm với cà chua rồi sau đó chúng ta sẽ đổ nước sôi vô. Đó, trong thời gian chúng ta đang nấu nước sôi. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi khi nào nước nó sôi thì chúng ta sẽ bỏ vào trong cái nồi của chúng ta. Các bạn lưu ý là chúng ta không có lên để lâu quá thì cái cá salmon này nó sẽ bị nát. Rồi bây giờ nước của mình nấu sôi rồi, mình sẽ bỏ vào trong nồi riêu cá của mình. Bây giờ mình sẽ đậy vung lại và mình đợi nó sôi. Rồi chút xíu là chúng ta sẽ cho gia vị và chúng ta nêm nếm cho nó vừa vặn. Bây giờ cái chả cá của mình đây nha các bạn. Thì mình sẽ thái nó ra như vậy để tí nữa mình sẽ bỏ vào bún mình ăn. Đây là cái nồi riêu của mình ở trên bếp. Mình mở ra mình kiểm tra. Đợi tí nữa thì nó sôi lên thì chúng ta sẽ bỏ cái đầu cá của chúng ta vô nha các bạn. Bây giờ cái bún của mình sẽ gắp ra tô các bạn. Đấy, mình gắp ra tô để mình chuẩn bị tí nữa là bún riêu cá thì là. Đây, cái riêu cá của mình rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đầu cá vô, sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào để mình nêm nếm nha các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ cho đường phèn vô. Thì cái đường phèn này để giúp cho cái khẩu vị của mình nó ngọt thanh. Thì tùy theo từng miền, từng vùng thì mình muốn cho hay không là tùy mình. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bỏ bột nêm vô. Bây giờ cái bột me chua chúng ta sẽ bỏ vào để mình cho nó có vị chua. Ở Việt Nam thì chúng ta có me tươi rồi rất nhiều đồ trái để chúng ta làm chua, nhưng ở bên đây thì chúng ta không có những cái gia vị như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ cho muối vô các bạn. Đấy, thì chúng ta cho bao nhiêu thì khẩu vị chúng ta sẽ nếm để cho nó vừa vặn với mình. Đấy, mình thấy vẫn còn thiếu chua mình cho thêm một chút xíu nữa. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho hành với thì là vô. Rồi chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắp chả cá ra tô. Đấy, chúng ta sẽ lấy các thứ để chúng ta cho ra tô. Chúng ta cho hành thì là lên trên. Rồi chúng ta sẽ múc nước lèo vô.
Rồi cái món riêu cá của mình bây giờ đã xong. Đấy, bún rồi tất cả mọi thứ đã xong. Rồi mình chúc các bạn ngon miệng và có những bữa ăn vui vẻ tại nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.